Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và ở cái phiên bản số sàn, bản đủ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân và mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent này ạ. Rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 2021 màu trắng lăn bánh được hơn 6 vạn km này các bạn nhé. Nhìn về phần bên ngoài, phần nước sơn này ạ. Nước sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều. Đấy, và nhìn về cái phần ba đờ sốc trước các bạn này. Ba đờ sốc trước chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đèn xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn gầm, đèn led ban ngày đầy đủ cả đâu bạn ạ. Form mới 2021 thì xe cũng đã được trang bị cả đèn này, daylight, đèn led ban ngày các bạn nhé. Và xe cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Mặt ca lăng mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Và dàn lốp thì còn rất là dày các bạn ạ. Phiên bản đủ này xe cũng đã có la răng đúc rồi. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là cụm đèn hậu này. Xe cũng đã được lắp thêm màn hình Android, camera lùi đầy đủ rồi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, và sườn bên lái, đây là phần sườn bên lái, nước sơn zin cũng còn rất là nhiều luôn. Dàn lốp còn rất là dày này, dàn lốp rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đề nổ start top ở phiên bản đủ này thì đã có được là đề nổ start top rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn này. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi các bạn nhé. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về phần keo chỉ cánh cửa của chiếc xe các bạn này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên zin này, từ táp bi cánh cửa cũng rất là mới này, cho đến táp lô đều rất là mới luôn. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây, chiếc xe nó mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi. Đấy, cụ thể là 6 vạn 1 km. Và xe cũng đã được trang bị nội thất là một bộ ghế da rất là đẹp rồi. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và sản xuất tại Việt Nam, Hyundai Việt Nam này. Đấy, đều rất là đẹp luôn. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái quý vị các bạn nhá, từ keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Đấy, nội thất hàng ghế ngồi phía sau thì đều rất là mới các bạn nhá. Ở phiên bản đủ thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent này là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi này. Đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ cho quý vị các bạn xem về cái phần cốp sau. Cốp sau thì từ ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau còn nguyên zin này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin này.
Đấy, ốc còn nguyên bản hết luôn, những cái nỉ này cũng còn rất là mới này. Đấy, và cốp sau quý vị các bạn thấy đây ạ. Chiếc xe này thì chủ xe cũng ít để đồ cho nên là những cái phần nỉ này nó còn rất là mới này các bạn nhé. Đấy, phần nỉ đều rất là mới này. Lốp sơ cua cũng còn mới tinh và đằng sau này các bạn này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Lốp sơ cua thì rất là mới rồi, rất là đẹp này. Và đây là cánh cửa phía sau bên phụ các bạn nhé, từ những cái phần keo chỉ này còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Cái táp bi đều rất là đẹp luôn. Nội thất hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới này. Đấy, ghế rất là mới luôn. Sàn bậc cửa này cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Từ keo chỉ này, keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa thì rất là đẹp này, từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp, rất là mới. Màn hình Android thì to. Đấy, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé, không thiếu một cái gì nữa, đủ luôn cả hai chìa khóa này. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở chiếc xe Hyundai Accent 2021 này còn rất là mới luôn này, từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo ra này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản này, nguyên zin hết luôn. Đấy, và còn rất đẹp đây các bạn này. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi các bạn nhé. Đấy, những cái ốc chân máy này còn nguyên hết luôn. Ốc cabo cũng còn nguyên này, chưa có vết tháo này. Đấy, từ cabo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, ốc cabo còn nguyên zin hết đấy. Cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản số sàn, bản đủ lăn bánh được hơn 6 vạn km này rồi các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn có thể thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể tham khảo được những chiếc xe khác nữa. Tại vì hiện tại cửa hàng chúng tôi ở những phân khúc hạng B này thì rất là nhiều này. Accent cũng còn có những chiếc xe rẻ tiền hơn vì nó thấp đời hơn các bạn nhé. Và hơn nữa cùng phân khúc chúng tôi đang còn có Vios này. Vios thì có cả các đời, các màu luôn. Honda City i10. Đấy, chúng tôi còn đang rất nhiều những chiếc xe cùng phân khúc, cùng tầm tiền, cùng giá tiền quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh
thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.